Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Mở đầu phần tin sẽ là những tin tức liên quan đến vụ việc máy bay chở ông trùm Wagner gặp tai nạn thảm khốc. Giả thuyết về lý do khiến máy bay chở trùm Wagner rơi mất kiểm soát. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để lý giải nguyên nhân khiến máy bay chở ông trùm Wagner rơi ở Nga. Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga Rosaviatsia ngày 23 tháng 8 thông báo một máy bay tư nhân Embraer Legacy 600 đã rơi tại vùng Tver trên đường từ Moscow tới thành phố Saint Petersburg của Nga chiều tối cùng ngày. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 10 người trên khoang không qua khỏi, trong đó được cho là có ông trùm Yevgeny Prigozhin và một số chỉ huy cấp cao của lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner. Những người ủng hộ ông Prigozhin cho rằng máy bay đã bị bắn rơi. Một số ý kiến khác nhận định máy bay có thể đã bị trúng tên lửa phòng không hoặc bị gài bom. Tuy nhiên, những dự đoán trên chưa được xác minh. Trong khi đó, Nga đang tiến hành điều tra vụ việc và khám nghiệm thi thể của các nạn nhân trước khi đưa ra công bố chính thức về nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn. Các nhân chứng và chuyên gia đã xem lại đoạn video về vụ việc cho rằng đây có thể là một vụ nổ giữa không trung khiến cho máy bay lao thẳng xuống đất một cách mất kiểm soát. Vụ nổ này có thể bắt nguồn từ bên trong máy bay do máy bay bị gài bom hoặc gặp trục trặc nào đó, hoặc bắt nguồn từ bên ngoài do một cuộc tấn công bằng tên lửa. Hình ảnh từ một video cho thấy khói bốc lên từ một máy bay trông giống như vệt tên lửa. Một số nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy hai tiếng nổ. Một điều có thể thấy rõ là vụ nổ đủ mạnh tới mức tách rời một phần cánh máy bay ra khỏi thân. Những hình ảnh về mảnh vỡ máy bay rơi xuống đất cho thấy có nhiều lỗ trên thân máy bay. Cựu giám đốc cơ quan tình báo Anh MI6 George Ashworth cho rằng một thiết bị nào đó trên máy bay có thể là thủ phạm khiến máy bay bị rơi. Theo ông Shower, trong trường hợp máy bay bị tên lửa phòng không tấn công, dấu vết của tên lửa có thể được phát hiện thông qua các phương tiện vệ tinh. Tôi nghĩ có một thiết bị nào đó trên máy bay đã bất ngờ phát nổ khiến cho máy bay rơi và tất cả những người trên máy bay không qua khỏi, ông Shower cho biết. Ông Shower không nói rõ thiết bị mà ông đang đề cập tới, nhưng đó có thể là thiết bị nổ được gài trên máy bay, theo trang Business Insider. Theo hãng tin AP, các quan chức giấu tên của Mỹ và phương Tây không cung cấp thêm thông tin chi tiết về nguyên nhân có thể đã gây ra vụ nổ. Nhưng một quan chức cho biết đánh giá sơ bộ của tình báo Mỹ kết luận nhiều khả năng máy bay chở ông Prigozhin đã trở thành mục tiêu bị tấn công. Báo New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và các nước phương Tây khác cho rằng một vụ nổ là giả thuyết chính về nguyên nhân khiến máy bay rơi khỏi bầu trời. Các quan chức giấu tên nói với New York Times rằng một quả bom hoặc thiết bị nổ khác đặt trên máy bay có thể đã gây ra vụ nổ này. Theo New York Times, tình báo Mỹ cũng đang xem xét khả năng nhiên liệu gặp vấn đề. Các quan chức Mỹ giấu tên nói với báo Wall Street Journal rằng máy bay bị rơi trong một âm mưu tấn công và những đánh giá ban đầu cho thấy một quả bom đã phát nổ trên máy bay hoặc một số vụ phá hoại khác. Hai quan chức Mỹ giấu tên trích dẫn thông tin sơ bộ nói với hãng tin Reuters rằng có khả năng một tên lửa đất đối không đã nhắm mục tiêu vào máy bay chở ông trùm Wagner. Theo giáo sư Michael Clark, chuyên gia phân tích an ninh và quốc phòng, cách máy bay rơi cho thấy không có bom gài trên máy bay, mà giống như máy bay đã bị vật gì đó từ bên ngoài tác động và gây hư hại tới mức máy bay mất khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy tên lửa đất đối không đã gây ra vụ rơi máy bay tại Nga. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ tai nạn rơi máy bay được cho là chở ông trùm Wagner Prigozhin rơi ở tỉnh Tver nằm về phía bắc Moscow vào ngày 23 tháng 8, khiến 10 người thiệt mạng. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lần đầu lên tiếng chia sẻ với báo giới tại Điện Kremlin về vụ tai nạn máy bay này. Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông Yevgeny Prigozhin là một người đàn ông có nhiều tài năng và có những đóng góp đáng ghi nhận trong chiến dịch quân sự của Nga, song là một người có số phận phức tạp. Chia sẻ với báo giới tại Điện Kremlin sau vụ tai nạn máy bay chở ông Prigozhin, nhà lãnh đạo Nga cho biết ông có mối quan hệ với thủ lĩnh Wagner từ đầu những năm 1990 của thế kỷ trước và mô tả nhân vật này là một người đàn ông có số phận phức tạp, song Tổng thống Putin khẳng định ông Prigozhin là một doanh nhân tài năng. Tổng thống Putin nhấn mạnh ông Prigozhin đã từng phạm những sai lầm nghiêm trọng, song cũng có những thành công nhất định. Tôi đã biết ông Yevgeny Prigozhin từ rất lâu, kể từ đầu những năm 1990. Ông ấy là một người đàn ông có số phận phức tạp và đã từng phạm những sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời. Tuy nhiên, ông ấy cũng đã đạt được những thành công nhất định đối với bản thân và cả sự nghiệp chung. Ông ấy là một doanh nhân tài năng. Ông ấy không chỉ thành công khi làm việc ở đất nước Nga, mà còn cả ở nước ngoài, đặc biệt là ở châu Phi, trong các phi vụ liên quan đến dầu khí, kim loại, đá quý ở đó. Người đứng đầu nước Nga cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của ông Prigozhin và tuyên bố rằng cuộc điều tra về vụ tai nạn sẽ được tiến hành kỹ lưỡng. Đối với vụ tai nạn rơi máy bay, tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của tất cả các nạn nhân. Đó thực sự là một thảm kịch. Quả thực nếu có và theo thông tin điều tra sơ bộ, nhiều thành viên khác của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner cũng có mặt trên chiếc máy bay gặp nạn.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng những người này cũng đã có những đóng góp đáng kể cho sự nghiệp chung của đất nước Nga và trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chúng tôi ghi nhớ điều đó và sẽ không bao giờ quên. Trước đó, vào ngày 23 tháng 8, Đài RT của Nga đưa tin một chiếc máy bay phản lực tư nhân khởi hành từ thủ đô Moscow đến Saint Petersburg đã bị rơi ở vùng Tver của Nga. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết toàn bộ 10 người trên máy bay đã thiệt mạng. Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga Rosaviation cũng đã xác nhận ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, cũng có tên trong số các hành khách trên chuyến bay này. Vụ tai nạn xảy ra gần làng Kuzhenkino thuộc vùng Tver phía bắc nước Nga. Một số cơ quan truyền thông của Nga đã xác định chiếc máy bay này là Embraer Legacy 600 mang số hiệu RA-02795, được cho là của ông Prigozhin. Theo ông Ian Pechenik, tại công ty theo dõi chuyến bay Flyradar 24, lúc 15 giờ 19 phút ngày 23 tháng 8, chiếc máy bay nói trên đã đột ngột lao thẳng xuống đất. Trong vòng khoảng 30 giây, chiếc máy bay đã rơi xuống 2.438 mét khi đang bay ở độ cao hành trình 8.543 mét. Ông Pechenik cho biết, cho dù có điều gì đã xảy ra thì nó cũng diễn ra nhanh chóng. Họ có thể đã chật vật với chiếc máy bay sau khi có điều gì đó xảy ra, nhưng trước khi chiếc máy bay rơi, không có dấu hiệu nào cho thấy có sai sót nghiêm trọng nào xảy ra với chiếc máy bay này. Ở diễn biến khác, hai quan chức Mỹ đã nói với Reuters rằng Washington tin rằng một tên lửa đất đối không xuất phát từ bên trong lãnh thổ Nga có khả năng đã bắn hạ máy bay, mặc dù họ cho biết thông tin này chỉ là sơ bộ và đang được xem xét. Họ nói với điều kiện giấu tên và không đưa ra bằng chứng. Các nhà điều tra Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự nhưng hiện vẫn chưa có lời xác nhận chính thức nào từ phía Moscow về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Cho đến khi có bình luận của Tổng thống Putin, vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về cái chết của thủ lĩnh Prigozhin ngoài tuyên bố từ cơ quan hàng không cho biết ông có mặt trên chiếc máy bay này. Thưa quý vị, hôm 23 tháng 8 vừa qua, hãng tin TASS đưa tin Chum Wagner Yevgeny Prigozhin có tên trong danh sách hành khách trên chiếc máy bay Embraer Legacy 600 thuộc sở hữu tư nhân rơi ở tỉnh Tver. Thông tin này đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo dư luận trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, thông tin về dòng máy bay được ông trùm Wagner sử dụng trong chuyến đi này cũng rất được quan tâm. Được biết, trước vụ rơi phi cơ hôm 23 tháng 8, dòng máy bay Legacy 600 này được trùm Wagner thường xuyên sử dụng và chưa từng xảy ra tai nạn chết người. Theo trang web International Aviation HQ, đây là dòng máy bay có độ tin cậy cao, thường được nhiều doanh nhân chính trị gia sử dụng. Sau khi xuất hiện thông tin chiếc máy bay được cho là chở ông trùm Wagner Prigozhin rơi ở tỉnh Tver, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết toàn bộ 10 người trên khoang đã thiệt mạng. Dữ liệu từ trang theo dõi trực tuyến Flyradar 24 cho thấy chiếc Embraer Legacy 600 số hiệu RA-02795 biến mất khỏi radar lúc 18 giờ 11 phút ngày 23 tháng 8, tức là khoảng 22 giờ 11 phút theo giờ Hà Nội. Một video đăng trên mạng xã hội cho thấy chiếc Embraer Legacy 600 bị gãy một bên cánh chính và lao nhanh xuống đất. Embraer Legacy là dòng máy bay thường xuyên được ông Prigozhin sử dụng để di chuyển ở Nga. Sau vụ binh biến của tập đoàn Wagner vào hồi cuối tháng 6, ông Prigozhin được cho là đã sử dụng chiếc Embraer Legacy 600 để di chuyển từ tỉnh Rostov tới thủ đô Minsk của Belarus. Theo trang web International Aviation HQ, máy bay Legacy 600 được đưa vào sử dụng từ năm 2002, với gần 300 chiếc được bán ra thị trường cho đến khi ngừng sản xuất vào năm 2020. Đây là dòng máy bay có độ tin cậy cao, thường được nhiều doanh nhân chính trị gia sử dụng. Cũng theo trang này, trong hơn 20 năm qua, chỉ có một vụ tai nạn được ghi nhận liên quan đến Legacy 600 xảy ra vào năm 2006 khi nó đâm vào chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Brazil Gol trên đường từ nhà máy Embraer ở Brazil đến Mỹ. Vụ tai nạn năm 2006 khiến toàn bộ 155 người trên máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Gol thiệt mạng. Trong khi đó, máy bay Embraer bị hư hại nhưng không có người thiệt mạng hay bị thương. Cuộc điều tra sau đó cho thấy lỗi thuộc về phi công máy bay Legacy, chiếc phi cơ không có bất cứ vấn đề kỹ thuật nào. Vụ tai nạn ở tỉnh Tver, Nga ngày 23 tháng 8 là lần đầu tiên dòng máy bay Legacy 600 của Embraer ghi nhận tai nạn chết người. Hiện chưa rõ ông Prigozhin mua các máy bay Legacy 600 từ đời nào. Nhà sản xuất Embraer, trụ sở ở Brazil cho biết họ tuân thủ tất cả các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt đối với Nga, trong đó có ông trùm Wagner, song không bình luận thêm về sự việc. Ông Yevgeny Prigozhin, 62 tuổi, nổi lên từ thành phố Saint Petersburg cuối thập niên 1990 với hình ảnh doanh nhân nhà hàng.
dần xây dựng uy tín với Điện Kremlin và lấn sân sang mảng xây dựng. Ông Prigozhin bước chân vào lĩnh vực quân sự từ năm 2014 khi thành lập công ty quân sự tư nhân Wagner. Các thành viên Wagner là cựu binh Nga được tuyển mộ để hỗ trợ Moscow bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia. Wagner được cho là tham gia vào quá trình đảm bảo cuộc trưng cầu dân Ý sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga năm 2014 diễn ra suôn sẻ, cũng như hỗ trợ quân sự cho lực lượng ly khai ở vùng Donbass. Ông Prigozhin công khai thừa nhận ông là người sáng lập Wagner vào năm 2022, đồng thời tuyên bố sẽ hỗ trợ quân đội Nga trên chiến trường Ukraine. Ông đã trở thành gương mặt đại diện cho Wagner khi ông xuất hiện trong nhiều video tuyển mộ của tập đoàn. Wagner cũng dần trở thành cái tên quen thuộc trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine khi vai trò của lực lượng này ngày càng trở nên quan trọng. Sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, giúp gia tăng danh tiếng và ảnh hưởng của ông Prigozhin trên chính trường Nga. Ông Prigozhin sau đó đã tuyên bố rút lính Wagner về căn cứ hậu phương và bàn giao thành phố cho quân chính quy Nga. Sau vụ nổi loạn bất thành vào cuối tháng 6, ông Prigozhin đã trở nên kín tiếng và ít xuất hiện trên truyền thông. Dù vậy, ông trùm Wagner vẫn thường trở về Nga và từng xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi ở thành phố Saint Petersburg vào cuối tháng 7.